Kênh Động Vật Quanh Ta lại xin được kính chào tất cả mọi người ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ. Và hôm nay sẽ là cận cảnh gà giao phối. Đây, đấy, xem lại nha. Đấy, chúng ta xem từ từ này. Chúng ta xem chi tiết nha. Đấy, xem nhanh nào. Nào, quay gần hơn xem chi tiết nha. Đấy, đấy. Hiếm khi được gặp những khoảnh khắc này đúng không mọi người? Đấy. À, mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã đăng ký và theo dõi ủng hộ. Rất mong mọi người xem xong video, like video và để lại bình luận, đóng góp ý kiến. Và mình xin giới thiệu thêm là mình có làm một kênh nữa, đó chính là kênh Duy Anh TV, chuyên tấu hài ăn lửa. Rất mong mọi người truy cập vào kênh Duy Anh TV, tấu hài ăn lửa để xem một lần. Nếu mà thấy hay thì mọi người cho mình xin một đăng ký kênh. Không hay thì mọi người để lại bình luận, đóng góp ý kiến. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Và kênh Động Vật Quanh Ta này, mình hứa hẹn với mọi người, mình sẽ cố gắng xây dựng cho kênh ngày nó càng tốt hơn và làm ra những video nó chi tiết và có ý nghĩa hơn, và để mang lại cho người xem nó thiết thực và có ích hơn và mang tính chất giải trí hơn. Rất chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Và mình xin mời tất cả mọi người xem tiếp video ạ. Kênh của mình là kênh Động Vật Quanh Ta, cho nên là kênh của mình thì chuyên quay về những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của các con vật xung quanh chúng ta. Và kênh quay con gì cũng có ở trong kênh nhé. Nếu như mọi người yêu thích con gì thì xin hãy truy cập vào kênh, trang cá nhân của kênh để tìm được cái video con vật mà mình yêu thích. Rất trân trọng cảm ơn mọi người nhiều. Mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem hết video ủng hộ mình và rất mong mọi người like video và để lại một bình luận, đóng góp ý kiến để cho mình có những kiến thức từ mọi người phát triển hơn, mang lại lợi ích hơn. Và xin trân trọng cảm ơn mọi người và hứa mọi người, hẹn mọi người vào những video sau. Và những video sau xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ.